đúng 2 cây luôn. Nó nhỏ chứ mày xiên làm sao thế hết luôn. Rồi này rồi, hồ tiêu. 2 con rồi đó. Cái hồ tiêu rồi đúng rồi, cắm luôn. Cắm nó bên đây lóc ra không nè, ở đâu trong mấy cái địa này nó ra gì nè. Ôi nguyên bầy con ngón tay nhé, cắm đấy. Cái dễ dính vậy. Cái cần riêng cá bự đó. Giật cái chị lên luôn mà. Có lấy cái nhỏ dài nó tóm qua gần đứt đi. Tao có lấy cái. Giờ còn lấy cái lưỡi khác. Đúng mồi rồi đó. Máy này mình nút cái vào tử luôn à. Cát hả? Chồng hết màu đây. Trời, ông ăn không? Ông ăn mà không lâu luôn, ông mập quá. Cái con đây nè, để thùng dưới đây ngồi đó. Bỏ lên chỗ này nữa. Cái cá mập, cần đau nó ăn nữa đó. Cá nó mập. Cá này làm gỏi dừa. Ta ăn cho hơi lột. Yeah. À. Rồi, cá bự rồi em ơi. Hàng thủ, hàng thủ. À, nhắc cá bự có đó, lại đó. Dính cái mồi. Dê. Lưới đâu một cái hả? Lưới thì đốt lửa. Mày chạy đi bưởi. Giả làm bắt luôn nè. Dì dài dài nè, dễ ha. Còn cá mọc. Mày nói. Muốn nu. Cá uống mềm luôn. Bự quá. Cá mập ù, trời bụng ngon lắm. Nãy giờ cái ăn mồi. Có cái mồi này có nhiêu không? Nó ăn rong, nó ăn rụng. Để tao mất đi. Đây, nó ra ngoài thành quả. Ôi, anh chưa đăng ký, tao chinh đăng ký, ngồi anh em ơi. Ngồi vô sau đây.